Đầu thai nhà giàu. Nước mắt và u ám bủa vây căn nhà này đã đưa ta tới đây. Giờ là lúc bóng tối sẽ ngự trị. Chưa hết đâu, ta đã đến được đây rồi thì thế này mới chỉ là bắt đầu. Hạnh, em cứ như thế này, cuộc sống của chúng ta bao giờ mới có thể bình thường trở lại đi? Vậy anh nghĩ sự ra đi của con bé là bình thường sao? Khi con bé vật lộn trong phòng cấp cứu thì anh đang ở đâu? Con bé rời xa cõi đời này, thậm chí không có vòng tay ôm của cha lần cuối. Tất cả là tại anh. Anh ở đâu? Lúc con bé rời xa cõi đời này, cha con bé ở đâu? Được, tôi là người cha nhẫn tâm, người cha vô cảm. Em đã hài lòng chưa? Suốt một năm qua có ngày nào em thôi vằn vặt tôi? Em thật độc ác. Con đang làm gì vậy? Thưa người, đó là một gia đình dưới hạ giới. Con luôn ước giá mà con cũng có bố mẹ như vậy. Mỗi người có một sứ mệnh của riêng mình con à. Chúng ta là thiên thần nên sẽ không có người thân ruột thịt. Nhưng nếu con làm tốt sứ mệnh của mình, con sẽ có được cảm giác ấm áp, yêu thương. Nào cô bé, giờ là lúc con thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của mình rồi đấy. Ta sẽ là người hướng dẫn cho con. Dạ, con đã sẵn sàng rồi đây. Ngôi nhà trước mặt con trước đây từng là nơi ngập tràn tiếng cười. Cho đến gần một năm nay, khi cô con gái nhỏ ra đi, cha và mẹ cô bé không chấp nhận được thực tại đau đớn. Họ chìm trong đau khổ. Giờ thì bóng tối đã bủa vây căn nhà, và có thể là những điều tồi tệ hơn sẽ xảy đến. Việc con phải làm là ngăn cản nó Jin à. Con phải cứu lấy người cha và người mẹ ấy. Đây là ký ức đã qua tại ngôi nhà này. Hy vọng nó sẽ giúp gì đó cho con. Không hiểu sao con cảm thấy nơi này rất thân quen. Con nghĩ con sẽ làm được. Con sẽ giúp được họ. Ta đợi tin vui của con. Ngươi định làm gì con bé kia? Ngươi không được làm hại họ. Hãy dừng lại đi thần bóng tối. Thì ra là con bé thiên thần vô dụng. Đừng có hòng mà ngăn cản ta. Tôi sẽ cản ông đến cùng. Để xem nhà ngươi sẽ làm gì. Ngôi nhà này ta đã ngự trị rồi. Tốt nhất là ngươi đừng có phí công nữa. Ngươi cũng khá khi đấu lại với ta được chừng này thời gian đấy. Nhưng giờ là lúc kết thúc rồi. Không, đừng như vậy. Hãy đợi đấy, ta sẽ trở lại và còn mạnh hơn nhiều. Anh sẽ đến ở nhà cách cơ quan. Nếu có chuyện gì, em liên lạc với anh. Cuộc hôn nhân của chúng ta có lẽ nên kết thúc. Em sẽ làm đơn ly hôn và gửi cho anh. Mình tưởng mình đã làm được rồi chứ. Hôm qua họ đã làm lành với nhau rồi kia mà. Chú Đăng sẽ đi khỏi đây ư? Cô chú ấy sẽ ly hôn? Không, không thể như vậy. Mình phải làm gì đây? Jin à, thời gian của con ở đây đã kết thúc rồi. Hãy theo ta đi thôi. Không, con còn chưa làm được gì mà. Con đã làm tất cả những gì có thể rồi. Việc còn lại ta sẽ giúp con. À, bây giờ con hãy vẽ một bức tranh để tặng cho họ trước khi rời đi nhé. Em còn nhớ cái máy ghi âm này không? Không hiểu ai đã gửi nó đến cho anh. Bóng đang thử máy ghi âm ba mẹ tặng nè.
Ba mẹ có thể tặng thêm cho Bóng một món quà nữa không? Bóng muốn có em trai cơ. Ba mẹ xin em cho Bóng nhé. Bóng sẽ chơi với em thật ngoan. Anh xem này, em thấy bức tranh này trên bàn với nét màu còn rất tươi. Bức tranh giống hệt của con bé Bóng vẽ ngày nào, anh còn nhớ không? Sao Bóng lại vẽ thiên thần? Thế Bóng đâu rồi? Bóng là thiên thần đấy. Bóng muốn che chở cho cả ba mẹ và em Bi nữa. Gia đình mình sẽ thật hạnh phúc. Khi nào thì ba mẹ sinh em Bi thế? Ba mẹ phải sinh em trai cho Bóng cơ. Em gái ấy sao lại vẽ bức tranh giống hệt của con vẽ? Bức tranh có thiên thần. Vì đó chính là con, Gina. Trước khi trở thành thiên thần, con chính là con gái của họ. Và đến tận giờ, mong ước của con vẫn vậy, được che chở cho họ. Sứ mệnh đầu tiên của con đã được hoàn thành rồi đấy. Hãy mạnh mẽ lên, thiên thần bé nhỏ. Con gái, có phải con đã đưa em trai đến không? Em mới đi siêu âm. Dường như con bé đã đến để nhắc nhở chúng ta một lần nữa. Điều con bé mong ước. Con bé không hề ra đi. Con vẫn mãi ở bên chúng ta. Trong những kỷ niệm ngọt ngào một thuở. Em nói gì? Có phải... Cảm ơn em nhiều lắm. Hãy để những kỷ niệm ấy trở thành ký ức trong tim em nhé. Chúng ta phải tiếp tục cuộc sống này thật hạnh phúc và vui vẻ. Hứa với anh và con, em không được khóc và buồn nữa. Vâng, em hứa. Chú Tiểu. Ông đã làm xong chú Tiểu mới rồi hả ông? Chú Tiểu mới đã xong rồi. Ông hy vọng chú Tiểu này sẽ thu hút được nhiều khán giả hơn. Ngày mai sẽ bắt đầu tập luyện cho buổi biểu diễn sắp tới. Hoan hô ông, mai chúng ta lại bắt đầu tập luyện. Cháu chào các cô, các bác, các anh chị ạ. Chào chú Tiểu. Chào mừng cháu đến với thế giới của những nhân vật rối nước. Sân khấu rối nước không thể thiếu cậu được. Ha ha, cháu cũng điêu luyện phải không các bác? Giỏi lắm, chú Tiểu thuộc bài nhanh quá. Thế thì bảo đảm buổi biểu diễn sẽ thành công. Sao nước lạnh thế hả các cô các bác? Hôm nay gió mùa, cháu lại ngâm dưới nước suốt 3 tiếng đồng hồ để tập luyện. Lạnh là phải rồi. Cố gắng lên em à, sắp đến ngày biểu diễn rồi, không thể ốm được đâu nhé. Sao mọi người lại không lạnh hả? Ai cũng lạnh anh Tiểu hả? Nhưng mọi người đều cố gắng tập luyện để mang lại một buổi biểu diễn hay nhất đến người xem. Vâng, cháu cũng sẽ cố gắng hết sức. Ông chủ tạo ra cháu là để phục vụ cho khán giả những màn biểu diễn đặc sắc mà. Ngủ đi, mai là buổi biểu diễn quan trọng đấy. Em hồi hộp quá, không ngủ được ạ. Anh Thạch Sanh nói đúng đấy. Ngủ đi mà còn lấy sức mai biểu diễn. Bác có chắc là các bạn nhỏ thích cháu không ạ? Em rất dễ thương. Chị nghĩ không chỉ các em nhỏ mà cả người lớn cũng sẽ thích em thôi. Chú Tiểu xin kính chào quý vị khán giả. Nè các cậu, bên kia có trò xe đụng đấy. Có ai sang chơi với tớ không? Có, cho tớ đi với. Tớ cũng thích chơi xe đụng hơn. Nè các cậu, trong khu bên kia có trò bắn súng điện tử đấy. Tớ cũng thích trò đấy. Mình sang bên đó chơi đi. Tất cả là tại cháu. Không phải tại em đâu. Em đã làm hết sức mình rồi mà. Những màn múa của em hôm nay rất đẹp. Tại cháu ra đời đúng lúc, các bạn nhỏ có quá nhiều trò chơi thời hiện đại, nên những trò dân gian thế này không còn hấp dẫn các bạn ấy nữa. Thật thế hả bác? Chúng ta sắp hết thời rồi. Ông ơi, ông định làm gì với các chú rối hả ông? Ông phải cất tất cả vào trong chiếc túi này thôi. Chúng ta phải bỏ nghề hả ông? Không còn ai muốn xem múa rối nước nữa cháu ạ. Ông không yêu các nhân vật rối này hay sao ạ? Sao cháu lại nói thế? Cả đời ông đã cống hiến cho môn nghệ thuật này. Sao ông lại không yêu? Ông coi những con rối này giống như máu mủ của mình vậy. Nhưng không có khán giả,
chúng ta biểu diễn cho ai xem? Chú Tiểu, chúng ta cùng cố gắng nhé. Nhất định các bạn nhỏ sẽ thích điều này. Dạ, xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay là một buổi biểu diễn vô cùng đặc biệt. Lần đầu tiên, sân khấu múa rối nước sẽ có những màn ảo thuật vô cùng đặc sắc. Xin chào mừng nhà ảo thuật Tiểu. Chú Tiểu làm ảo thuật sao? Hay quá, thật tuyệt. Hay quá, hoan hô. Cháu của ông, cháu giỏi lắm. Nhờ có cháu mà những con rối lại được biểu diễn rồi. Nghề truyền thống này sẽ không lo bị mai một nữa. Những chú rối truyền thống đang thở hơi thở hiện đại ông ơi. Lớp học mang tên Hy vọng. Hôm nay tôi vào thăm thằng Hoàng mình ạ. Hay là hôm nay mình đi cùng với tôi nhé. Thôi, để khi khác tôi đi. Tôi còn giáo án chưa soạn xong. Lúc nào cũng khi khác. Ba vẫn đi dạy ở trung tâm giáo dục thường xuyên hả mẹ? Ừ, ông ấy vẫn đi đều. Dạy ở đó tuy điều kiện không bằng ở trường, nhưng được cái công việc cũng nhẹ nhàng. Thế là tốt rồi. Từ ngày ba vì con mà nghỉ dạy ở trường, con cứ sợ ba sẽ bỏ dở tâm huyết của đời mình. Con hãy cố gắng cải tạo cho tốt, rồi ba con sẽ tha thứ cho con thôi mà. Ba không tha thứ cũng không sao, chỉ cần ba vui vẻ đi dạy là con mừng lắm rồi. Nghe nói thằng con trai thầy Đức nghiện nặng, đi ăn trộm nhà người ta, rồi còn xô xát làm chủ nhà bị thương nặng đấy. Ê, thầy ấy cả đời đi dạy mà không dạy nổi con trai mình. Thiệt tình à. Thầy Đức, thầy đến rồi đấy à. Hôm nay có thêm mấy học sinh mới đến thầy ạ. Trong đó có một cậu thanh niên khá đặc biệt. Cậu ta tên là Thọ, một thanh niên mới đi cải tạo về. Giờ bố mẹ cậu ấy muốn cho cậu ấy học lại, nhưng không xin được chỗ nào. Mấy hôm nay hai ông bà ấy cứ qua nhờ vả tha thiết lắm. Nên tôi đồng ý nhận rồi. Thầy xem giúp cậu ấy nha. Tôi thấy khó mà dạy được cậu ta, bởi vì đó là do bố mẹ nhờ, chứ cậu ta không tự nguyện đến học. Cái kiểu như vậy rồi chẳng được mấy buổi đâu. Thôi hay thế này, thầy cứ để cho cậu ta học vài buổi. Nếu cậu ta cố tình không hợp tác thì chúng ta lấy cớ đó từ chối, được không? Ừ, thôi được rồi. Các bạn, ai giải được bài tập số 2? Thọ, em có biết cách giải bài số 2 không? Em không biết làm. Vậy còn bài số 3 cũng không biết ạ? Thôi được, sao giờ em ở lại một chút, tôi sẽ giảng thêm cho em. Vậy bình phương số này lên sẽ cho kết quả bao nhiêu? 121. Chính xác. Thế là cậu hiểu rồi đấy. Tiếp bài số 3 nha. Còn ai là người phụ trách ở đây thế? Có chuyện gì vậy bác? Chiều qua tôi đang loay hoay ở cửa hàng thì bất ngờ bị trộm lấy mất điện thoại. Lúc có người hô lên thì tên đó đã chạy đi mất. Tôi làm ở cửa hàng, cũng là người chứng kiến sự việc. Tôi thấy gã đó rất quen, hình như là người học ở đây. Cậu kia, cậu ra đây một lát được không? Gã ăn cắp có hình xăm con rồng trên cánh tay. Trên tay cậu cũng có hình xăm đúng không? À, đúng là hình xăm này rồi. Có phải cậu đã ăn trộm của tôi không? Cậu có nhìn thấy rõ mặt kẻ cắp chính là cậu ấy không? Tôi thấy dáng cậu ta rất giống, khuôn mặt có vẻ hao hao. Còn hình xăm thì y hệt luôn. Hình xăm như vậy thì có rất nhiều. Nếu cậu không nhìn chính xác là cậu ấy thì không thể khẳng định cậu ấy là thủ phạm được. Bác có nhớ hôm qua bị mất cắp tầm mấy giờ không? Ở tầm 8 giờ rưỡi 9 giờ. Thế thì không phải rồi. Giờ đó hôm qua tôi vẫn còn ở đây kèm cậu ấy học mà. Thật như vậy sao? Thật chứ. Gần đây ngày nào tôi cũng ở lại muộn để kèm cậu ấy học thêm. Nếu đã nói thế thì có thể là chúng tôi nhầm thật.
Chúng ta đi về thôi. Thầy, sao thầy lại bao che cho em? Vì tôi không muốn người ta buộc tội học trò của tôi trước mặt đông người. Nhưng chính em là thủ phạm. Chính vì thế tôi muốn cậu sẽ tự tìm gặp chủ cửa hàng tạp hóa và thừa nhận. Chỉ cần cậu thành khẩn nhận lỗi, tôi tin họ sẽ bỏ qua cho cậu thôi. Không, rồi họ sẽ lại miệt thị, chửi bới một thằng có tiền án tiền sự như em thôi. Họ sẽ chẳng bao giờ nhìn em khác đi được đâu. Hãy tin tôi, chỉ cần em quyết tâm sửa đổi, rồi người ta sẽ thay đổi cách nhìn về em. Tôi sẽ đi cùng em, họ ít nhiều cũng sẽ tin lời của một thầy giáo chứ. Sao thầy tốt với em thế? Vì tôi tin vào lương tâm của em. Chắc hẳn sau lần này, em sẽ không lặp lại những việc làm sai trái nữa. Em sẽ không phụ niềm tin của tôi chứ. Cảm ơn thầy đã dành niềm tin cho em. Nhất định em sẽ sửa đổi. Hôm nay là lần cuối cùng thầy nhìn thấy thằng thỏ tội lỗi này đó. Cảm ơn niềm tin của thầy, nó có ý nghĩa rất lớn đối với em. Ba, ba hãy tha thứ cho con. Con sẽ thay đổi mà ba. Mình đã mua hoa quả chưa? Hôm nay tôi sẽ cùng mình đi thăm thằng Hoàng. Thật sao? Con nó mong gặp mình lắm đấy. Vẻ đẹp nhân tạo. Mũi cậu trông cao hẳn lên đấy. Chuyện tới chọn bệnh viện thẩm mỹ chất lượng và uy tín nhất để phẫu thuật mũi cơ mà. Nhóm chúng ta chỉ còn mỗi cậu là chưa phẫu thuật thẩm mỹ đấy, Quỳnh à. Thôi, mình thế này là được rồi. Cậu ngại cái gì? Thời đại bây giờ nhiều người đi phẫu thuật thẩm mỹ lắm. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Nếu như trở nên xinh đẹp hơn, cậu sẽ được chồng yêu thương và chiều chuộng nhiều hơn. Ừ, thì ai chẳng muốn chồng hãnh diện hơn khi sánh bước bên cạnh mình. Chứ còn gì nữa, mà chồng cậu làm bên truyền hình, tiếp xúc thường xuyên với diễn viên, người mẫu xinh đẹp. Nếu không làm cho mình xinh đẹp hơn, cậu không sợ mất anh ấy hả? Chuyện này... Cậu chỉ cần gọt cằm và chỉnh sửa cho mũi cao lên là được rồi. Nếu như cậu đồng ý, tớ sẽ dẫn cậu đến bệnh viện thẩm mỹ Tiên Giáng Trần, đảm bảo rất chất lượng và uy tín. Ờ, nghe hai cậu nói, tớ cũng muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng mà tớ nghĩ mình cần thêm thời gian để suy nghĩ đã. Em này, tối mai công ty của anh tổ chức dạ tiệc, em đi cùng anh tới dự nhé. Dạ tiệc hả anh? Ừ, dạ tiệc giao lưu gặp mặt với diễn viên bên đài truyền hình. Em đến dự sẽ gặp được nhiều người nổi tiếng lắm đấy. Ờ, vậy hả? Để em suy nghĩ đã. Còn nghĩ gì nữa, em phải đi dự cùng anh đấy nhé. Ở buổi tiệc toàn diễn viên nổi tiếng và xinh đẹp, mình chẳng tự tin chút nào. Chồng của cậu làm bên truyền hình, tiếp xúc thường xuyên với giới diễn viên và người mẫu xinh đẹp. Nếu như không làm cho mình xinh đẹp hơn, cậu không sợ mất anh ấy à? Diễm và anh nói đúng. Có lẽ mình cũng phải chăm chút bản thân hơn mới được. Mình sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ. Một thời gian sau. Đúng là phẫu thuật thẩm mỹ xong, trông mình xinh đẹp hơn hẳn. Chắc khi đi công tác về, anh ấy sẽ bất ngờ và hãnh diện lắm đây. Chắc anh ấy về rồi. Vợ ơi, anh đi công tác về rồi. Em, sao lại... Trông vợ xinh đẹp hẳn lên đúng không? Em vừa đi phẫu thuật thẩm mỹ đấy. Chờ mãi anh mới đi công tác về để khoe nè. Anh thấy sao hả? Ờ, sao em lại... lại làm vậy? Vì em muốn mình xinh đẹp hơn trong mắt anh. Anh thấy không hài lòng hả? Anh sao vậy? Anh có biết em phải chịu bao nhiêu đau đớn trong suốt quá trình phẫu thuật không? Nếu anh cảm thấy chưa hài lòng điểm nào thì cứ nói ra, em sẽ đi chỉnh thêm. Sao anh lại im lặng như vậy? Thôi nào, em đừng có khóc nữa. Em có xinh đẹp hơn trước mà. Vậy sao anh lại tỏ vẻ thất vọng như vậy? Đúng là em có đẹp hơn ngày xưa, nhưng nó xa lạ với anh quá. Anh nhớ khuôn mặt ngày xưa của em, khuôn mặt người phụ nữ đã in đậm trong lòng anh bấy lâu nay. Anh nhớ khuôn mặt tự nhiên với nét mộc mạc của em ngày xưa,
nhớ cả chiếc mũi thấp hay chun lại mỗi khi em hắt xì, nhớ hai cái má bầu bỉnh anh thường hay véo trêu em, anh nhớ tất, nhớ mãi em mà. Nhưng mà bây giờ khuôn mặt của em xinh đẹp hơn, anh không thấy hãnh diện với mọi người hơn sao? Em à, lúc nào đó cũng có thể anh có cảm nhận như em nói, nhưng mà anh thấy tiếc, thấy mất một cái gì thân thiết nhất. Anh yêu em vì chính con người của em. Em không cần phải cố gắng thay đổi bất kỳ điều gì cả. Trong mắt của anh, em luôn là người phụ nữ xinh đẹp nhất. Dạ, em hiểu rồi. Di chúc từ kẻ buôn tử thần. Stockholm, Thụy Điển, năm 1853. Andres, Emil, các con cũng biết rồi đấy. Chuyến trở về Thụy Điển lần này, gia đình chúng ta đang phải gánh khoản nợ quá lớn. Chiến tranh kết thúc, nhà máy chế tạo thuốc nổ của chúng ta gần như đã phá sản rồi. Ba, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Anh Robert và anh Lovitz thì vẫn ở lại Nga để cứu vãn hãng dầu mỏ rồi. Vậy chúng ta sẽ tiếp tục mở phòng nghiên cứu thuốc nổ. Con muốn tiếp tục đào sâu phát triển thuốc nổ từ nitroglycerin để phục vụ cho khai thác công nghiệp. Thật không uổng công bao quyết tâm bồi đắp tình yêu nghiên cứu khoa học từ nhỏ cho con. Anh à, cho em tham gia với. Chúng ta sẽ lại vực dậy nhà máy của gia đình nhà Nobel. Đúng vậy, mọi thứ chưa hẳn đã kết thúc. Miễn rằng ta không nản lòng, ta sẽ chế tạo ra được điều gì đó thật sự hữu ích cho con người. Nonfred, cuối cùng chúng ta cũng thu được chút gì đó từ việc nghiên cứu nitroglycerin rồi. Đừng đặt hàng thuốc nổ tháng này còn gấp đôi tháng trước. Thật vậy sao? Có vẻ như tình hình đang rất khả quan. Thôi đến giờ em xuống nhà máy rồi, anh về nhà trước đi, tạm biệt. Ừ, tạm biệt. Anh Andres, nhà máy làm sao? Nhà máy phát nổ rồi. Tôi vừa đến thay ca thì thấy lửa đang cháy ngùn ngụt, mọi người bên ngoài đang dập lửa. Lúc đó cậu Emil và vài người khác vẫn ở bên trong. Hả? Emil? Emil, Emil tội nghiệp của mẹ, con ở đâu? Theo yêu cầu của chính quyền, chúng tôi buộc phải dời nhà máy nghiên cứu chế tạo thuốc nổ này của ông. Việc ông chế tạo thuốc nổ quá nguy hiểm, chúng tôi buộc lòng phải tạm thời đưa ra lệnh cấm cho đến khi thích hợp. Emil, Emil tội nghiệp, con trai tôi, nó chưa chết mà. Andres, bà nghĩ con nên tạm dừng nghiên cứu nitroglycerin. Hoạt chất này quá nguy hiểm, đừng đùa với cái chết. Ba ạ, con không muốn sự hy sinh của Emil là vô nghĩa. Con quyết tâm phải tìm ra cách nghiên cứu để sử dụng thuốc nổ một cách an toàn. Con sẽ tiếp tục mọi công việc dở dang, hoàn thành cho cả em trai Emil của con. Giới chức Thụy Điển cho rằng việc sản xuất nitroglycerin quá nguy hiểm, buộc Alfred Nobel phải chuyển hoạt động nghiên cứu xuống những chiếc xà lan ở hồ Malaren. Nhưng vì niềm đam mê với khoa học, Nobel không hề nản chí. Cuối cùng, Nobel đã thành công trong việc chế tạo và sử dụng chất nổ an toàn. Trong những năm sau đó, Alfred Nobel thành lập các nhà máy và phòng thí nghiệm tại hơn 20 quốc gia. Phát minh thuốc nổ và ngồi nổ của ngài đã làm giảm đáng kể chi phí xây dựng và khai thác tài nguyên đấy. Ngài thật thức thời trong kinh doanh. Tôi phải ngã mũ bái phục, hy vọng sẽ còn được hợp tác với ngài trong tương lai. Cảm ơn anh quá khen. Tôi chỉ nghĩ mình cứ làm điều gì đó có ích cho xã hội, lợi nhuận và tiền bạc rồi sẽ đến thôi. Ông Alfred Nobel, chính ông đã giết chết con tôi. Thưa bà, có lẽ bà đã nhầm rồi chăng? Tôi đâu có giết ai. Chính phát minh thuốc nổ của ông đang được phục vụ cho chiến tranh, làm chết con tôi cùng nhiều người khác, kiếm tiền và làm giàu từ sự chết chóc. Ông nghĩ mình sẽ vẻ vang hạnh phúc lắm sao? Ông là kẻ máu lạnh, là kẻ giết người. Alfred Nobel, ông là kẻ giết người, ông là kẻ buôn tử thần. Ông ta giàu có nhanh chóng là nhờ buôn thuốc nổ. Ông ta đúng là kẻ giết người. Báo chí ngày càng chẳng ra sao? Có chuyện gì vậy, trợ lý Ratna?
Không có gì đâu ạ. Ngài mới ốm vậy mà. Ngài nghỉ ngơi đi, đừng quan tâm đến báo chí. Đừng có giấu tôi, đằng nào tôi chẳng đọc được. Thương gia tử thần qua đời. Tiến sĩ Alfred Nobel, kẻ đã trở nên giàu có nhờ việc tìm ra được những cách thức giết nhiều người hơn, nhanh hơn so với trước đây, đã chết ngày hôm qua. Ngài Nobel, tất cả chỉ là nhầm lẫn. Đám phóng viên lá cải đó nhầm ngài với anh trai của ngài. Đám tàn công Louvit mới qua vài ngày, họ tưởng người chết là ngài nên mới dám ăn nói linh tinh như vậy. Họ nói tôi là kẻ buôn tử thần, là kẻ giết người. Có phải phát minh của tôi sinh ra để giết người không? Ngài đừng bận tâm đến những lời nói đó, Nobel. Ngài không hề muốn vậy mà. Phát minh của ngài đã tạo sự phát triển cho công nghiệp và xây dựng. Tốt hay xấu đều phụ thuộc vào mục đích sử dụng của con người mà thôi. Nhưng sự thật sáng chế của tôi đang phục vụ cho chiến tranh và làm chết rất nhiều mạng người. Tôi là kẻ đã gián tiếp giết người rồi, anh biết không? Không phải, Nobel. Ngài bình tĩnh lại đi, Nobel. Alfred Nobel kìa, hóa ra ông ta vẫn còn sống. Ông ta trở thành triệu phú nhờ buôn bán tử thần kìa. Ông ta giàu có nhanh chóng là nhờ buôn thuốc nổ. Ông ta đúng là kẻ giết người. Người đời sẽ nhớ đến mình theo cách gì khi mình không còn trên đời này nữa? Một kẻ buôn tử thần báo lạnh. Mình không muốn thế. Phát minh của mình nhất định sinh ra chỉ để phục vụ lợi ích của loài người. Đúng vậy, phải thay đổi câu chuyện số phận mình trước khi quá muộn. Ngoài số tài sản dành cho người thân và bạn bè, tôi muốn dành hầu hết tổng tài sản của tôi để trao giải thưởng cho những người có cống hiến lợi ích nhất cho nhân loại hàng năm trong các lĩnh vực vật lý, hóa học, y học, văn học và đặc biệt là hòa bình. Quỹ giải thưởng Nobel ra đời. Nobel tuyên bố để lại toàn bộ tài sản triệu phú cho nhân loại. Nobel để lại hết tài sản của ông ta cho những đóng góp và phát minh sau này của thế giới sao? Trời ơi, còn có giải thưởng cho lĩnh vực hòa bình. Một thương gia tử thần lại muốn tôn vinh hòa bình sao? Hey, thật là kỳ lạ hết sức. Ngày 10 tháng 12 năm 1896, Alfred Nobel qua đời tại Italia. Bản di chúc của ông khi được công bố sau đó đã khiến cả thế giới ngỡ ngàng. Mục đích tốt đẹp của ông khi sáng chế ra thuốc nổ đã được nhiều người biết đến. Hơn một thế kỷ qua, giải thưởng Nobel vẫn đang được trao tặng những đóng góp thiết thực nhất cho nhân loại. Và thế giới mãi sau này vẫn nhớ tới Nobel như một nhà sáng chế tài ba và một hiệp sĩ bảo vệ hòa bình, chứ không phải là một thương gia tử thần như ngày đó. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!